Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thúy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 3 có tên quốc tế là Yagi, cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng của bản tin để thông tin cho quý vị thông tin về cơn bão này. Thưa quý vị, khi bão số 3 có tên quốc tế là Yagi tiến gần với đảo Hải Nam của Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có dự báo về hai kịch bản có thể xảy ra. Tuy nhiên, thực tế chiều nay, bão số 3 đã vào đất liền của nước ta theo một kịch bản ít mong đợi nhất. Bão giữ cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16. Kịch bản thứ nhất, bão đi vào phía bắc đảo Hải Nam và sau đó đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn do đi qua một vùng có địa hình tương đối bằng phẳng. Ở kịch bản thứ hai, bão đi qua phía nam đảo Hải Nam vào phía nam vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão sẽ suy yếu nhiều hơn do ma sát với địa hình núi cao của đảo. Thực tế, bão số 3 đã đi theo một kịch bản bất lợi nhất khi tâm bão men theo khu vực eo biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Vì vậy, khi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm qua, cấu trúc của cơn bão vẫn ổn định với cường độ bão không suy giảm đáng kể. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17 trên vịnh Bắc Bộ. Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, nhờ điều kiện mặt biển rất ấm, cường độ bão không suy giảm đáng kể và thậm chí có thời điểm mạnh trở lại. Khi áp sát bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh trong trưa nay, bão vẫn duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16, được nhận định là có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc của nước ta trong vòng 50 năm qua. Vùng đổ bộ của bão số 3 cũng theo kịch bản ít mong muốn khi bão có sự dịch chuyển nhẹ xuống phía nam so với nhận định, gần hơn với đồng bằng Bắc Bộ, dù khu vực tâm bão vẫn là Hải Phòng, Quảng Ninh. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn khi đi sâu vào đất liền của nước ta do đi qua khu vực bằng phẳng hơn, đồng thời tác động cũng nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn. Theo đại diện cơ quan khí tượng, hiện bão vẫn đang quần thảo trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, gây ra gió giật mạnh nguy hiểm. Miền Bắc vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm do hoàn lưu của cơn bão số 3 vẫn tiếp tục gây mưa rông và gió mạnh. Để hiểu rõ hơn về tình hình thời tiết trong những giờ sắp tới, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thanh Thúy hiện đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Xin chào trường quay, xin chào quý vị. Thưa quý vị, hiện tại bão số 3 đã trên đất liền khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương với sức gió mạnh nhất cấp 11, 12, giật cấp 15. Trong 2 giờ tới thì bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h và hướng thẳng về thủ đô Hà Nội. Hiện tại thì các địa phương cũng đã ghi nhận được nhiều thiệt hại. Và để biết được những cái diễn biến của cơn bão này thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Dạ vâng, xin chào ông. Xin ông cho biết những cái diễn biến của cơn bão số 3 tính đến thời điểm hiện tại ạ. Với cái thực trạng hiện nay thì nó đang nằm ở cái khu vực giữa ba tỉnh là phía Bắc của Hải Dương và Hải Phòng, phía Tây Hải Phòng và phía Nam của Quảng Ninh. Với cái cường độ hiện tại chúng tôi đang xác định là ở cấp cuối cấp 11, đầu cấp 12. Và dự báo trong thời gian tiếp theo, những giờ tiếp theo thì bão số 3 này sẽ có xu hướng di chuyển theo hướng Tây, chủ yếu là theo hướng Tây. Như vậy là nó sẽ di chuyển chủ yếu đi qua cái khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ để hướng về phía khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ. Và cái tốc độ di chuyển trong những giờ tới thì chúng tôi ước tính khoảng độ 20 km/h. Và với cái tốc độ di chuyển như vậy thì chúng tôi đánh cảnh báo là trong thời gian tới, đặc biệt từ thời điểm này cho đến hết đêm nay thì các cái khu vực, các địa phương, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ trong Trung Quốc, kể cả các khu tỉnh Đông Bắc Bộ về Hải Phòng và Quảng Ninh thì vẫn chịu tác động của cái gió mạnh và cơn bão số 3 này. Đặc biệt là chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là trong cái cơn bão số 3 này, cái gió giật rất là mạnh. Chúng ta nếu các đồng chí để ý có thể là nghe từng cái đợt mà gió rít đấy, chính là cái đợt gió giật. Gió giật này là một cái rất là nguy hiểm và cái tác động cái đổ các cây cũng như là cái vật thể cao là chính là cái tác động cái gió giật mạnh này là chính. Và từ sau khoảng đêm nay, tức là từ sáng mai thì khi mà cái cơn bão số 3 này sẽ di chuyển sâu vào đất liền và đi về hướng Tây, phía Tây vào các cái khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ thì bắt đầu sẽ cường độ sẽ suy giảm và suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và thậm chí là suy giảm thành vùng thấp và tan dần.
Được biết khi bão số 3 đổ bộ thì có hiện tượng gió giật và gió giật mạnh. Vậy thì ông có thể cho biết hiện tượng gió giật thì sẽ gây ra những cái tác động như thế nào? Giờ và qua từ đầu giờ chiều cho đến nay đã gây ra một cái đợt gió mạnh rất là lớn ở khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Bắc và kể cả các cái địa phương ở khu vực đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội cũng chịu tác động ảnh hưởng của gió mạnh trong cái cơn bão số 3 này. Đặc biệt là không chỉ gió mạnh mà là gió giật mạnh. Cái gió giật mạnh ở đây thì nó lên có thể lên đến cấp 9, cấp 10. Điều là cái gió giật mạnh này là một trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì trong theo như cái chúng tôi rà soát đánh giá cái dữ liệu quan trắc thì tại Hà Nội từ trưa cho đến nay thì chủ yếu gió mạnh cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên các cái gió giật theo từng đợt của cái nằm sập bành ngoài của hoàn lưu bão số 3 này nó đã gây ảnh hưởng rất lớn, và thực tế đã có rất nhiều các cái hiện tượng đổ cây và các cái tuyến đường mà chúng ta đã chứng kiến trong chiều hôm nay. Thì cái nguyên nhân có lẽ chính là do chủ yếu là do cái gió giật rất là mạnh, có thể lên đến cấp 9, cấp 10. Cảm ơn ông. Dạ vâng, những cái thông tin tiếp theo liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3 sẽ được chúng tôi cập nhật tại những bản tin sau của chương trình. Xin trả lại trường quay ạ. Thưa quý vị, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, Quảng Ninh đã và đang phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong suốt ngày hôm nay. Trong đó có không ít các phương tiện bị chìm và trôi giạt. May mắn là tại Vân Đồn, lực lượng chức năng đã cứu sống được 3 thuyền viên gặp nạn. Để biết thêm thông tin về sức khỏe của các nạn nhân, chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Trần Huê đang có mặt tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Xin chào trường quay và chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây thì hiện nay đang có 3 nạn nhân là nạn nhân của vụ chìm tàu trong thời điểm mà bão số 3 hoành hành dữ dội và ác liệt nhất trên vùng biển của vịnh của khu vực cảng Cái Rồng của huyện Vân Đồn. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển thì họ đã rất may mắn là đã được ứng cứu kịp thời và đưa về đây để chăm sóc sức khỏe y tế. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện gặp nạn cũng như là sự hồi sinh thần kỳ khi họ đã được ứng cứu kịp thời thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với nạn nhân của vụ việc. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Dạ, sức khỏe ổn chưa? Anh có thể ngồi dậy được không ạ? Đầu tiên thì xin anh có thể giới thiệu họ tên cũng như là địa chỉ của mình không ạ? Em tên là Lê Thế Ninh, thường trú tại khu 10, phường Hà An, thị xã Hoàng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Dạ, vâng. Thời điểm mà hôm nay lúc mà bão đang hoành hành rất là dữ dội trên biển thì là mình cũng đã gặp nạn đúng không ạ? Anh có thể kể lại cái khoảnh khắc đó như thế nào không ạ? Dạ. Khi ba anh em đang ở trên tàu này thì sóng nó to quá, vồ và nó đánh úp luôn chìm tàu. Thì ba anh em thì cứ trèo lên trên nóc tàu cabin đấy thì cũng ngâm ở trên đấy khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cũng rất may là cái cabin đấy nó lại bằng tôn xốp, thì nó lại như kiểu cái bè mảng ấy, thì nó giạt cho ba anh em cứ bám đấy, nó giạt vào bờ thôi. Và khi mình vào bờ, vào gần đến bờ rồi thì đội cứu hộ cứu nạn người ta đến thì người ta đưa nó để điều trị sức khỏe. Vâng, cái cảm giác mà khi mà lúc gặp nạn rồi lênh đênh nhiều giờ trên biển ấy thì cái lúc đấy cái cảm giác nó như thế nào ạ? Là cái cơn bão nó dữ dội, nó đã tác động đến mình như thế nào? Cơn bão này quá khủng khiếp, trên biển không đùa nữa. Tại vì lúc đấy tưởng ba anh em chết rồi, không nghĩ được ngồi đây đâu. Nhưng mà nó cũng là cái hạnh phúc may mắn mà còn được ngồi đây được nói chuyện với VTC. Đúng là may mắn đúng không ạ? Cái thời điểm đó thì làm thế nào ba anh em có thể là vượt qua được cái sóng rồi gió dữ dội như thế ạ? Mình cứ trèo lên trên cái cabin cao nhất đấy, tại vì cái cabin của mình nó làm bằng tôn xốp, nó là cứ bám vào đấy thì nó cứ đến khi nó đánh bay cái cabin đi thì nó thành như cái bè ấy. Ba anh em cứ ôm ở trên đấy trên khoảng 3 tiếng đồng hồ mới vào. Cái thời điểm mà lênh đênh như thế thì mình có khi nào mình nghĩ là mình sẽ có thể thoát nạn và trở về như thế này không ạ? Đôi lúc là nghĩ cũng sẽ chết đấy, nhưng mà mình cứ lạc quan nên là cái này như kiểu đi tắm biển vậy thôi. Thì lúc đấy nó đỡ lạnh, chị cũng cảm thấy là nó lạnh xong sóng nó vồ, vất vả. Nếu mà mình không nghĩ lạc quan nên thì khả năng cũng không qua được.
lạnh quá chết, nước uống sóng biển nước ngập nước thì cũng chết, mà không vào được bờ cũng chết. Với lại rất là may mắn nó lại đưa mình vào đến bờ, với con số vốn đại nam đưa vào trên bờ. Thì em vào đến bờ rồi thì gặp anh mấy anh ấy phi xuồng đó. Đó là một cái lựa chọn mà chưa đúng trong cái thời điểm trước khi bão vào, đúng không ạ? Dạ vâng. Thưa quý vị, xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị, là vừa rồi thì đã là một cái cuộc trao đổi. Vâng ạ, dù gì thì họ cũng đã thoát nạn trở về và hiện nay thì đã được chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị hoàn tất các cái công việc cuối cùng đối với bệnh viện để có thể là trở về với gia đình và người thân. Và bây giờ thì để rõ hơn về cái tình hình mà khi mà các nạn nhân được ứng cứu và đưa vào viện trong cái tình huống như thế nào và điều kiện sức khỏe ra sao thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Tuấn và là bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn. Xin chào bác sĩ ạ. Thời điểm mà mình tiếp nhận 3 nạn nhân được ứng cứu sau bão số 3 thì là thời điểm nào và tình trạng của các nạn nhân thì ra sao? Thì vào khoảng tầm 15:30 tại trung tâm y tế có tiếp nhận 3 trường hợp. Nhân là theo lời kể bệnh nhân là 3 trường hợp này bơi ra cái tàu xi măng bị đắm nhưng bị nước lớn quá nó cuốn. Đấy, sau khoảng tầm 2-3 tiếng thì được lực lượng công an ở Vân Đồn cứu vào trung tâm y tế. Để lúc vào trung tâm y tế thì bệnh nhân trong tình trạng tỉnh, thể trạng ổn định, có hạ thân nhiệt. Và đây đã xử trí là thứ nhất là bệnh nhân thay quần áo cho bệnh nhân giữ ấm cho bệnh nhân. Thứ hai cho bệnh nhân đi chụp chiếu làm các xét nghiệm. Thì hiện tại tổng thể thì các xét nghiệm bệnh nhân thì trong giới hạn bình thường. Thì điều trị, hướng điều trị của bệnh nhân là bây giờ dùng các thuốc an thần và truyền dịch cho bệnh nhân và tư vấn bệnh nhân nằm viện và sẽ được ra viện trong thời gian gần nhất. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, câu chuyện vừa rồi thì cũng thật may mắn khi các nạn nhân đã được trở về bình an sau một cơn bão gọi là cơn cuồng phong đầy dữ dội, cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm trở lại đây. Câu chuyện vừa rồi thì cũng đã khép lại cái thông tin mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị và các bạn trong bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Xin được trở lại với trường quay.